Chào mừng các bạn đã đến với trang web lời giải hay.com. Hôm nay cô và các bạn sẽ tiếp tục đi tìm hiểu bài cuối cùng của sách giáo khoa hóa 10 Chân trời sáng tạo, bài số 18 Hydrogen Halogen và một số phản ứng của ion của halogen nhé. Chúng ta sẽ viết bài này. Bài số 18 Hydrogen của Haley và một số phản ứng của ion Haley. Rồi, chúng ta có một vài những cái thông tin của phần mở đầu như sau. Đó chính là thủy tinh vốn cứng, trơn và khá trơ về bề mặt hóa học, nên việc chạm khắc là điều không đơn giản. Trước đây muốn khắc họa các hoa văn cần phủ lên bề mặt thủy tinh một lớp paraffin để thực hiện việc chạm khắc hoa văn lên lớp paraffin. Để phần thủy tinh cần khắc được lộ ra thì người ta sẽ nhỏ một chút thắng hydrofluoric acid hoặc là hỗn hợp CaF2 và H2SO4 đặt lên lớp paraffin đó. Phần thủy tinh cần chạm khắc sẽ bị ăn mòn, tạo nên những hoa văn ở trên vật dụng trang trí. Quá trình ăn mòn thủy tinh thì xảy ra như thế nào và các ion lúc này có tính chất như thế nào thì chúng ta sẽ có một vài những cái thông tin về quá trình diễn ra như sau. Đấy chính là CaF2 sẽ tác dụng với cả H2SO4 để tạo thành CaSO4 và khí H2F là cân bằng không trình nhé. Sau đó mà thủy tinh của chúng ta thì có thành phần chính là SiO2, thì SiO2 sẽ tác dụng được với cả HF để tạo thành SiF4 dạng khí bay lên và nước, được không nào? Đây chính là toàn bộ quá trình mà người ta điêu khắc thủy tinh bằng CaF2 và dung dịch H2SO4 nhé. Thế vậy những cái hợp chất này thì có tính chất hóa học như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta đi vào phần số 1 là tính chất vật lý. Đúng không? Của thằng các thằng HX nhá. X chính là halogen nhé. Thế vậy, người ta sẽ bắt các bạn này giải thích xu hướng biến đổi tính chất vật lý. Hydrogen Hali có hợp chất của halogen với hydro, đúng không? Công thức tổng quát là HX với X là halogen, hậu tố đai trong halogen đai được thay thế bằng INE được của halogen, đúng không nào? Đó, đó là cái cách đọc tên của người ta nhá, bằng tiếng Anh. Các bạn quan sát cho cô bảng 18.1 này, có HF, HCl, HBr và HI, đúng không? Có hợp chất này, hydrogen fluorine này, rồi là fluoride này, hydrogen chloride này, hydrogen bromide này và hydrogen iodide. Trạng thái đều là ở dạng chất, chất khí, đều là chất khí. Tiếp theo màu sắc là không màu, không có màu. Đó. Nhiệt độ sôi thì giảm. Nhiệt độ sôi giảm. Độ tan thì từ vô hạn giảm rồi lại tăng dần, đúng không? Liên kết, độ dài liên kết này tăng dần, bán kính thì cũng tăng dần, đúng không? Dựa vào bảng 18.1 hãy cho biết nhiệt độ sôi của các thằng này và giải thích nhiệt độ sôi thì giảm dần. Thế vậy nhiệt độ sôi thì chúng ta đã tìm hiểu từ bài 17 rồi, đúng không? Và các cái chương số 3 rồi. Thế nhiệt độ sôi thì phụ thuộc vào liên kết Vanova, đúng không? Thế nhiệt độ sôi của các thằng HX này từ HCl đến HI thì nguyên nhân là do đâu nhỉ? Nguyên nhân là khối lượng phân tử tăng, làm năng lượng liên kết cần thiết cho quá trình sôi và đồng thời sự tăng kích thước nữa, đúng không? Vì bán kính nó tăng. Thế vậy số E của các phân tử dẫn đến việc tương tác Vanova giữa các phân tử tăng nhá, nên làm nhiệt độ sôi của chúng có dấu hiệu giảm. Đây, các bạn có thể quan sát nhiệt độ sôi này từ 20 xong giảm xuống âm, đúng không nào? Thế vậy nhiệt độ sôi thì các bạn cố gắng liên kết với cái trang số 3. Chương số 3 là chương liên kết, đúng không? Liên kết hóa học về các cái liên kết Vanova này hoặc là liên kết hydro. Đấy, người ta có thể mô phỏng cho các bạn các lương các cái vật tương tác của Vanova giữa các phân tử HX nhá. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ người ta sẽ hỏi bạn một câu là thế giải thích tại sao cái thằng HF ấy thì lại có nhiệt độ sôi cao bất thường so với các thằng còn lại. Thì các bạn biết rằng là các phân tử của thằng HF được hình thành liên kết
hydro lên phân tử nữa, đúng không? Liên kết hydro liên kết gì? Là liên kết của hydro với những thằng có độ ôm điện lớn, mà fluor thì có độ ôm điện lớn nhất rồi, nên chúng có liên kết hydro thêm, nên chúng rất bền. Vậy bền thì làm cho nhiệt độ sôi của chúng phải lớn hơn hẳn rồi, đúng không nào? Đấy, thế vậy chúng ta cũng có một vài những cái thông tin thêm, để chính là nhờ liên kết hydrogen giữa các phân tử hydrogen fluorine thì việc khó làm cho cái chất này là khó bay hơi, nên khó bay hơi nên là khó sôi so với chất còn lại. Nhiệt độ sôi của các thằng HX tăng dần từ HCl đến HI, nguyên nhân là do khối lượng phân tử tăng này làm tăng năng lượng cần thiết cho quá trình sôi, đồng thời tăng kích thước, đúng không, và số lượng e của phân tử, dẫn đến cái việc là liên kết van der Waals tăng. Ngoài liên kết van der Waals ra thì phân tử HF thì có liên kết hydro, được không nào, nên nhiệt độ sôi của thằng này cao bất thường so với thằng còn lại đó. Thế vậy bây giờ chúng ta có một là thông tin trong bảng 18.1 cho biết độ tan của thằng HF trong nước ở 0 độ C là vô hạn, giải thích nguyên nhân dẫn đến việc là thằng HF lại tan vô hạn trong nước. Thế vì vậy các bạn biết rằng là HX thì đều có liên kết hydrogen, đúng không, với phân tử nước, thì ở 0 độ C có HCl, HPRO, HI đều là dạng dưỡng khí, chỉ có HF là dạng rất lỏng thôi, nên vậy nó tan vô hạn trong nước là điều hiển nhiên, đúng không nào? Nhớ nhá, ở 0 độ C thì chỉ có HF là dạng chất lỏng thôi, còn các cái chất tạo ra khí, cái chất lỏng tan trong chất lỏng là vô hạn, đúng không nào? Hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về thằng gì ạ? Hydrogen acid, có nghĩa là tính acid của những thằng này, đúng không? Các acid HX. Các hydrogen hali, đúng không? Tan trong nước này tạo thành các cái acid tương ứng. HF là acid yếu nhất nhưng lại có tính chất đặc biệt làm ăn mòn thủy tinh, với phương trình hóa học tương ứng chúng ta đã tìm hiểu ở đề bài, đúng không nào? Còn HCl, HPRO, HI thì tính chất hóa học mạnh dần lên, và HI sẽ có tính chất hóa học mạnh nhất, và chúng đã là tính acid thì chúng sẽ có đầy đủ tính chất hóa học của một acid, như là làm với tính truyền đỏ này, tác dụng với các kim loại đứng trước H ở trong dãy hoạt động hóa học của kim loại này, tác dụng với các oxit bazơ này, bazơ và muối nhé. Chúng ta có một phần lưu ý, đấy chính là tính acid của HI là mạnh nhất, xong đến HPR, xong đến HCl và HF là yếu nhất. Mặc dù yếu nhưng nó lại có thể ăn mòn được thủy tinh, được không nào? Rồi, chúng ta có một nhiệm vụ, đấy chính là hoàn thành phương trình hóa học. Chúng ta có NaOH phản ứng với HCl ra NaCl và nước, đúng không nào? Zn phản ứng với HCl ra ZnCl2 và khí hydro. CaO cộng với cả HBr ra CaBr2 và nước. Chúng ta có K2CO3 cộng với cả HI, chúng ta sẽ có KiCO2 và nước. Đó chính là cái nhiệm vụ của chị em có phần màu hồng của chúng ta. Như vậy chúng ta có một câu hỏi như sau này. Em hãy cho biết hoặc là em hãy đề xuất cách để bảo quản cái thằng acid HF trong phòng thí nghiệm. Thế vậy trong phòng thí nghiệm thì HF có khả năng là ăn mòn thủy tinh, nên chúng ta không thể cho HF vào bình thủy tinh để đựng được, nên chúng ta sẽ phải sử dụng một cái bình khác, đấy chính là bình nhựa các bạn nhé. Đó, nên là các bạn phải lưu ý. Vậy trong dịch vị dạ dày của con người thì acid HCl có nồng độ khoảng 10 mũ trừ 4 đến 10 mũ trừ 3 millimol, đúng không, millimol trên lít. Thế vậy nó đóng vai trò quan trọng cho quá trình tiêu hóa, cũng như là cùng với enzyme sẽ có tác dụng là co bóp dạ dày nhằm chuyển hóa thức ăn thành chất dinh dưỡng này có thể hấp thụ được. Đó, thế vậy chúng có đầy đủ tính chất hóa học của một acid, đấy chính là quỳ tím thì nó sẽ hóa đỏ, họ tác dụng được với cả các kim loại, đúng không nào? Những kim loại nào trừ các kim loại gì nhỉ, vàng, đồng, platin, vân vân, đúng không? Đó, những kim loại mà sau hydro tác dụng với oxit bazơ này, chúng tác dụng với cả bazơ này, và tác dụng với muối, như các ví dụ mà chúng ta đã vừa viết với nhau, đúng không nào? Và đồng số 3 là các tính khử của các ion halide. Vậy tính khử như thế nào? Thì chúng ta có một phản ứng như sau này. Khi đun nóng khan các thằng hali, đúng không, với các chất oxy hóa mạnh trong dung dịch H2SO4 đặc và ion Cl không khử được H2O4, nên chỉ xảy ra phản ứng trao đổi. Thế vậy phản ứng trao đổi nó được diễn ra như nào? Ví dụ như sau, chúng ta có một cái phương trình giáo khoa, đấy chính là
KCL cộng với cả H2SO4 nếu mà nhiệt độ mà nhỏ hơn 250 độ C thì nó chỉ ra muối axit là KHSO4 thôi. Và khí HCl nhá, lúc này HCl dạng khí không phải dạng dung dịch. Nếu mà nhiệt độ mà bây giờ lớn hơn, đúng không nào, 400 độ C thì lúc này nó mới ra muối trung hòa K2SO4 và HCl. Chúng ta cân bằng phương trình nhá, thêm 2 vào đây, thêm 2 vào đây, đúng không nào. Thế còn nếu cộng Br thì sao? Br khử H2SO4 trong dung dịch, H2O4 thành NO2 nhá. HBr thì đặc biệt hơn, HBr này cộng cả H2SO4, lúc này nó sẽ ra cái trường hợp là Br2 cộng SO2 cộng K2SO4 và cộng với nước, được chưa? HBr và SO2 nhá, SO2 dạng khí, chúng ta viết mũi tên này, cộng bằng phương trình 2 và 2, được không nào? Đấy. Thế người ta bắt bạn các bạn là gì nhỉ? Nhận xét sự thay đổi số oxy hóa của các nguyên tử, nguyên tố halogen trong phản ứng với muối của H2SO4 đặc. Thế vậy các bạn thấy nào, thằng F có tham gia phản ứng không? F chỉ có Cl với Br đúng không? Hoặc là Y thôi. Thế vậy F sẽ không tham gia phản ứng, F trừ sẽ không tham gia phản ứng với H2SO4 đặc. Được chưa nào? Cl thì sao? Người ta vừa bảo rồi đấy, chỉ có tính oxy hóa mạnh đúng không? Cl trừ chỉ tham gia phản ứng trao đổi. Trao đổi. Đúng không? Thế còn Br trừ của bạn sao? Br trừ thì sẽ tham gia phản ứng đúng không? Và còn lên tận Br2 để tạo thành Br2 có số là 0. Tiếp thằng Y thì sao? Thằng Y tham gia phản ứng đúng không? Đấy, thằng Y tham gia phản ứng và tạo thành rất nhiều tỷ lệ, đúng không nào? Vậy Y cũng sẽ tham gia phản ứng và cũng tạo ra là Y2. Đó. Thế vậy, tính khử, chúng ta sẽ rút ra cái phần tính khử của các ion này thì sẽ flo là yếu nhất, xong đến Cl trừ, xong đến Br trừ và Y trừ. Đó, đúng không nào? Flo trừ sẽ không tham gia phản ứng này, Cl trừ này tham gia phản ứng nhưng cũng không phải là phản ứng oxy hóa khử mà nó chỉ là phản ứng trao đổi thôi. Tiếp theo bắt đầu Br mới bắt đầu tham gia đúng không, với một loại phương trình đấy, nhưng Y thì nó có nhiều tỷ lệ hơn đấy. Thế vậy việc tính khử nó sẽ mạnh hơn nên nó ra rất nhiều tỷ lệ hơn. Để làm rõ hơn tính khử của các halogen thì chúng ta sẽ cùng đi làm ví dụ về viết phương trình của chúng nhé, và xác định số oxy hóa BaCl2 cộng H2SO4 để tạo thành BaSO4 kết tổ và 2HCl, đúng nào? Các bạn sẽ thấy này, Ba là dương 2, Cl là âm 1, sau phản ứng cũng chỉ thành dương 2, SO4 âm 2, đúng không? H cộng này, 2 trừ này, H cộng này, cái này cũng trừ. Thế vậy Cl ở đây cũng chỉ là từ trừ 1 sang trừ 1, nên dưới đây thì nó sẽ không thể hiện tính oxy hóa, cũng không thể hiện tính khử. Vì sao? Vì không có sự thay đổi số oxy hóa, không có sự thay đổi số oxy hóa. Tiếp tục này, chúng ta điện phân nóng chảy NaCl, điện phân nóng chảy thì ra 2Na cộng Cl2 đúng không? Các thằng ở trạng thái đơn chất thì số oxy hóa bằng 0, trong hợp chất này cộng hóa trị trừ này. Các bạn thấy Na từ dương 1 xuống còn 0 đúng không? Nên thể hiện tính oxy hóa. Cl từ trừ 1 lên 0 thì tăng sau phản ứng, thêm thể hiện tính khử. Đúng không nào? Ví dụ số 3 là HBr cộng với cả H2SO4 để tạo ra Br2 cộng SO2 và nước. Chúng ta thấy Br trong hợp chất là âm 1 này, 0 này, đúng không nào? Dương 6 này, dương 4. Chúng ta thấy từ âm 1 lên 0 có thể thể hiện tính khử. Còn S từ dương 6 xuống còn 4 thì chắc chắn là oxy hóa, đúng không nào? Đấy. Thế HI cộng NaOH thì ra NaI cộng nước. Lúc này H thì mang dương 1 thì Y chắc chắn là âm 1 rồi.
Thế vậy các bạn có thấy sự thay đổi nó không? Không, không có sự thay đổi số giá. Thay đổi số oxy hóa nên không có phản ứng oxy hóa xảy ra, mà đây chỉ là phản ứng trao đổi. Thế vậy cái ví dụ này cũng đã cho các bạn rõ hơn về tính khử của các ion Hali tăng theo chiều từ F đến CL- đến BR và đến Y nhé. Đó là phần số 4 nhá, là nhận biết ion. Nhận biết ion của halogen thì chúng ta có những cái hóa chất như sau: NaF này, NaCl này, NaBr, NaI, AgNO3 có cùng nồng độ mol là 0,1 m. Chúng ta tiến hành thí nghiệm như sau: lấy lần lượt khoảng 20 lít mỗi dung dịch trên cho vào 4 ống thí nghiệm và đo đánh số từ 1 đến 4, 1, 2, 3, 4, đều đổ các dung dịch vào. Lần lượt thêm AgNO3 vào ống 1, ống 2, ống 3, ống 4. Sau đó thì chúng ta quan sát thí nghiệm này, thấy dung dịch thứ nhất không có hiện tượng thay đổi màu sắc. Dung dịch số 2 chúng ta thấy có vẩn đục màu trắng xuất hiện. Dung dịch số 3 chúng ta thấy vẩn đục màu hơi vàng, đúng không? Và dung dịch số 4 chúng ta thấy màu vàng đậm xuất hiện. Thế vậy điều này muốn để nhận biết các ion F trừ, CL trừ, BR trừ hay Y trừ thì chúng ta dùng một cái ion, đấy chính là ion Ag cộng. Chúng ta có thể viết ngắn gọn như sau: chúng ta sẽ cho, hoặc để nhận biết các CL trừ này, hoặc là BR trừ này, là CL trừ, Y trừ này, chúng ta sẽ sử dụng một cái ion đấy chính muối, đấy chính là AgNO3 hoặc AgNO3 nhá. Ví dụ nếu mà thế này chúng ta sẽ ra AgCl kết tụa trắng này. Nếu phản ứng này chúng ta AgBr kết tụa vàng nhạt này. Đúng không? Và AgY là kết tụa vàng đậm này. Được không? Nhưng AgF thì là không kết tụa nhá. Không kết tụa hay chính là không kết tụa. Không kết tụa thì không có phản ứng xảy ra. Đúng không? Do điều kiện là gì? Muối, hai muối phản ứng với nhau, điều kiện ít nhất phải có kết tụa hoặc khí hoặc chất điện ly yếu. Mà nếu mà không có kết tụa, không có khí thì phản ứng này không thể xảy ra được. Đúng không nào? Đó. Thế bây giờ người ta hỏi các bạn là nêu cách nhận biết dung dịch CaCl2 và NaNO3, viết phương trình hóa học xảy ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Chúng ta biết là, chúng ta nhìn muối này, vậy ở đây có Ca, gốc là gốc axit là Cl và gốc axit là NO3. Thế vậy việc chúng ta làm khá đơn giản thôi, đúng không? Thế vậy muốn nhận biết ion Cl trừ thì chúng ta sẽ phải sử dụng muối AgNO3. Thế vậy cô ví dụ cô sẽ có hai cái muối là CaCl2 và muối NaNO3. Bây giờ cô chỉ cần cho cái dung dịch AgNO3 vào thôi. Nếu mà dung dịch nào có thể có kết tủa trắng thì chắc chắn đấy là dung dịch CaCl2, đúng không? Còn dung dịch nào không có hiện tượng, đúng không, là NaNO3. Vì sao? Vì hai cái thằng này đều là NO3 nên không phản ứng. Chúng ta có phương trình là CaCl2 này cộng AgNO3 này, phản ứng trao đổi chéo nhé. CaNO3 tất cả hai lần này cộng với cả hai AgCl kết tủa trắng này, đó, được không? Đấy, một thằng có hiện tượng, một thằng không có hiện tượng thì chúng ta nhận biết rất dễ dàng. Hoặc chúng ta có thể đọc một cái bảng bên dưới này để phân biệt ion Cl trừ, F trừ, Br trừ, Y trừ bằng cách thì người ta cho vào dung dịch bạc nitrat, đúng không? Đó, màu này Na, AgF thì không hiện tượng này, AgCl kết tủa trắng này, AgBr vàng nhạt này, và AgY thì sẽ là màu vàng đậm, được không nào? Rồi chúng ta tiếp tục ứng dụng của thằng HX trong cuộc sống. Ứng dụng, đúng không? Nào, chúng ta sẽ tìm hiểu về ứng dụng. 5 là ứng dụng. HF thì ứng dụng là để dùng để tẩy cặn trong các thiết bị trao đổi nhiệt, chất xúc tác trong nhà máy lọc dầu, hoặc là công nghiệp làm dầu uranium, hoặc sản xuất dược phẩm, đúng không? Trong dược phẩm thì các bạn chắc sẽ dùng thấy nhiều nhất, hoặc đúng không, hoặc là tẩy cặn. Tiếp theo là HCl để loại bỏ rỉ thép này, sản xuất tẩy rửa này. Chất tẩy rửa thì rất quen thuộc với cả những thằng có Cl, đúng không? Còn HBr thì làm xúc tác trong các phản ứng hữu cơ tổng hợp đốt cháy này,
hoặc là điều chế sản xuất điện điện tử này, đấy, sản xuất vi mạch nhá. Cô chỉ viết những cái mà các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy nhất trong cuộc sống của các bạn thôi. Còn HI làm chất phổ biến trong các phản ứng hóa học này, sản xuất iốt này, đúng không? Thế vậy HI sản xuất ra iốt của các bạn đấy, đúng không nào? Thế vậy những cái thằng HX ấy, thì có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Việc ví dụ như là ở trong sách người ta có đề cập đến việc là bệnh đau dạ dày có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Nguyên nhân chính là do căng thẳng kéo dài và các thói quen ăn uống chưa hợp lý. Trong dịch vị dạ dày, HCl có nồng độ nhỏ hơn 10^-4, M có nghĩa là mol trên lít ấy, gây ra các bệnh khó tiêu hóa. Khi nồng độ lớn hơn 10^-3 thì gây ra những hiện tượng ợ chua. Thông thường bên cạnh những lời khuyên nghỉ ngơi, thay đổi thói quen sinh hoạt chưa hợp lý thì bác sĩ sẽ chỉ bệnh một cái phương thuốc, đó chính là sử dụng thuốc chữa đau dạ dày, chính là thuốc có thành phần NaHCO3 để điều trị. Hãy giải thích tác dụng của cái thuốc NaHCO3 này. Các bạn biết là trong dạ dày của chúng ta thì có axit HCl đúng không? Mà NaHCO3 là một thằng lượng tính có khả năng vừa phản ứng với axit vừa phản ứng với bazơ. Thế vậy phản ứng hóa học là xảy ra như sau: Na sẽ đi kết hợp với Cl để tạo ra thành NaCl, H đi kết hợp với cả HCO3 để tạo thành H2CO3, nhưng là một axit yếu thì sẽ phân hủy thành CO2 và nước khí CO2, đúng không nào? Thế vậy trong dạ dày thì chứa HCl này, người bị đau dạ dày là những người mà cần phải uống NaHCO3, đúng không? Thế vậy axit sẽ bị NaHCO3 trung hòa nhá, một cách từ từ, nên bệnh viện làm giảm nồng độ axit trong dạ dày, làm giảm cái chứng ợ chua của các bạn đi, đúng không nào? Hoặc là các bệnh đau dạ dày cũng sẽ được thuyên giảm. Chúng ta có một vài những cái kiến thức thêm ở trong cuộc sống như sau này: việc ứng dụng khoa học để cải thiện môi trường, tạo ra mưa nhân tạo để thực hiện này thì rất lâu vì rất cần thiết trong các mùa hạn hán. Khi đó mưa nhân tạo sẽ cung cấp nước cho các nền công nghiệp và sinh hoạt của con người. Trong những đám mây chứa ít hơi nước, sự chuyển đổi nước từ thể hơi sang thể lỏng không diễn ra, nên cần hình thành các quá trình chuyển đổi trạng thái để kích thích các hạt nước nhỏ li ti tăng dần lên đủ nặng để rơi xuống tạo thành mưa. Bằng cách phun lên các những đám mây những cái tinh thể là gì đây, AGI đúng không, silver iodide, hoặc là băng khô CO2 đóng băng có nhiệt độ rất thấp, kích thích quá trình ngưng tụ của hơi nước và tạo ra các tinh thể băng lớn. Những tinh thể băng này sẽ rơi xuống dưới dạng bông tuyết trước khi tan thành nước và tạo thành mưa. Đây cũng chính là một vài những cái ứng dụng của AGI trong cuộc sống của các bạn. Các bạn có thể nghiên cứu, bởi vì nhiều nước như là châu Phi đúng không, hạn hán họ kéo dài, hoặc các nước khác họ rất cần nguồn nước. Thế vậy để tạo ra mưa nhân tạo thì họ sẽ dùng cách này. Nếu các bạn có thể đọc thêm quá trình làm mưa nhân tạo trong sách giáo khoa trang 118. Vậy để các bạn có thể hiểu rõ hơn bài tập của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến phần bài tập trong sách giáo khoa trang 119. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài số 1, đấy chính là viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra của các trường hợp sau đây. Phản ứng đầu tiên là Mg phản ứng với HPr. Mg là kim loại đứng trước hydro trong dãy hoạt động hóa học với kim loại nên nó phản ứng bình thường để tạo ra muối và khí hydro bay lên. Chúng ta cân bằng phương trình nhé, thêm 2 vào đây. Phản ứng số 2 thì chính là dung dịch KOH cộng với cả HCl. Đây chính là phản ứng axit và bazơ, người ta còn gọi một cách khác chính là phản ứng trung hòa. Phản ứng tiếp theo là CaCO3 cộng với cả HCl. Chúng ta cứ lấy đầu thằng nào kết hợp với đuôi thằng kia nhé, để tạo ra CaCl2. H đi với CO3 thành H2CO3. Nhưng axit này cô nói là nó yếu nên nó sẽ bị phân hủy thành CO2 và nước. Phản ứng cuối cùng của các bạn đấy chính là AgNO3 cộng với cả CaI. Thế vậy phản ứng này là phản ứng trao đổi thôi. Ag sẽ kết hợp với I để kết tủa màu vàng đậm, và Ca phản ứng với NO3. Tất cả hai lần chúng ta sẽ cân bằng 2 vào đây và 2 vào đây là chúng ta sẽ hoàn thiện xong bài số 1. Đây chính là tính chất hóa học của axit, chính là của các thằng HX đấy, đúng không nào? Chúng ta chuyển sang câu số 2. Trong phòng thí nghiệm, một khí halogen, người ta gọi là khí HX, được điều chế theo phản ứng sau: NaX ở trạng thái khan cộng H2SO4 đặc ở nhiệt độ. Nếu mà nhiệt độ
thích hợp thì nó ra muối axit, mà nhiệt độ khác thì nó có thể ra muối muối trung hòa. Thế vậy đây chính là cái phản ứng mà chúng ta vừa giải thích xong với nhau, đúng không nào? Có một thằng không thực, thằng F trừ đúng không, rất khó để tham gia phản ứng, nhưng mà thằng Cl trừ đúng không, Cl trừ đây này có thể tham gia phản ứng, nhưng nó chỉ mới tham gia ở phản ứng trao đổi. Thì đây chính là cái phản ứng trao đổi đấy, thì chúng ta có biết rất rõ ràng được đấy chính là thằng X chính là Cl, đúng không nào? Chúng ta có phương trình KCl cộng với cả H2SO4. Nếu nhiệt độ mà nhỏ hơn 250 độ C, chúng ta sẽ có phản ứng ra muối axit. Và HCl nhớ là dạng khí nhá. Còn nếu mà nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 400 độ C, chúng ta sẽ ra muối trung hòa. Chúng ta nhớ cân bằng phương trình nhá. Và nhớ trạng thái của axit lúc này là trạng thái khí. Tiếp theo người ta hỏi là thế vậy chúng ta giải thích rồi đúng không? Chúng ta sẽ ra câu thế là cái có thể dùng NaX và H2 bốn loãng để điều chế HX theo cái phản ứng trên hay không? Và giải thích, tất nhiên là chúng ta không thể dùng H2S4 loãng, vì sao nhỉ? Vì HX thì đều là những cái axit mạnh, chúng ta không thể điều chế được một axit mạnh hơn từ axit yếu hơn, chỉ có những axit mạnh thì điều chế ra axit yếu tốt nhá. Nên câu B của các bạn ấy thì chúng ta sẽ không dùng được, không dùng được H2SO4. Vì sao? Vì HX đều là axit mạnh. Còn vì sao nó mạnh hơn H2SO4 thì chúng ta đã giải thích ở phần chương số 2 về bảng tuần hoàn rồi, đúng không nào? Đấy, quy luật tuần hoàn rồi. Chúng ta sang đến câu cuối cùng đúng không? Là natri chloride 0,9% là nước muối sinh lý chứa sodium chloride NaCl nồng độ 0,9%, tương ứng với các dịch trong cơ thể con người như máu này, nước mắt này, thường được sử dụng để làm nước súc miệng, sát khuẩn. Em hãy viết cách trình bày pha chế 500ml nước muối sinh lý. Thế vậy bài này chính là bài toán pha chế mà các bạn đã được học ở trong chương trình khóa 8. Chúng ta có thể có một vài những cái thông tin như sau. Chúng ta có D của nước sẽ bằng 1g trên ml, đúng không nào? Chúng ta sẽ có một cái công thức C% sẽ bằng m chất tan chia cho m dung dịch. Và các bạn biết là m dung dịch sẽ bằng m dung môi cộng m chất tan nhé. Thế vậy chúng ta sẽ vào bài giải như sau này. Chúng ta coi khối lượng của muối cho vào là ít và không ảnh hưởng đến dung dịch nhé. Chúng ta có thể tích của nước là 500ml. Chúng ta có D của nước thì bằng 1, đúng không nào? Chúng ta muốn tính M thì chúng ta lấy D nhân với V thì sẽ ra 500g. Chúng ta áp dụng công thức C% thì bằng M chất tan chia M dung dịch nhân 100%. Cô thay số nhé. C% là 0,9% này, đúng không? M thì chúng ta chưa biết, chúng ta cứ để M đi. M này là M NaCl đúng không? Chia cho M dung dịch. M dung dịch chúng ta có M dung môi là 500g cộng M chất tan là M của muối mà chúng ta chưa biết nhân 100%. Vậy từ đây các bạn có tính được ra M của NaCl không? Có đúng không? Chúng ta sẽ bằng máy tính ra 4,54g. Thế vậy cách pha chế như nào nhỉ? Chúng ta sẽ pha như sau này. Chúng ta cho 100ml nước, đúng không? Đúng không nào? Vào bình định mức. Sau đó chúng ta sẽ cân lấy 4,54g NaCl cho vào bình, sau chúng ta lắc đều lên và tiếp tục cho thêm nước, cho thêm 400ml nước nữa vào. Đấy, thì chúng ta sẽ thu được dung dịch cần tìm, đúng không nào? Vậy cô và các bạn đã cùng nhau đi tìm hiểu bài cuối cùng trong sách giáo khoa hóa 10 Chân trời sáng tạo. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể lên trang web lờ giải 2.com để có thể truy cập tìm hiểu thêm nhiều bài giảng hay hơn nữa. Chúc các bạn học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các bạn.